Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lan. Chương 92, vòi chích đuôi ông vàng. Lâm Dung Trân có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày Trương Tuyết Phong ly hôn với mình. Mấy năm qua họ vẫn chưa có con, không phải bà không muốn có, mà là Trương Tuyết Phong không có hứng thú với chuyện vợ chồng lúc mới kết hôn còn miễn cưỡng ứng phó vài lần, về sau bà lại thường chăn đơn gối chiếc. Nhưng bà không quan tâm, vì ít ra đó vẫn là chồng mình. Nhưng bây giờ, nếu ly hôn với Trương Tuyết Phong, bà còn gì nữa đây? Phải, bà có thể chia đôi tài sản với Trương Tuyết Phong, nhưng bà được gì? Bà không cần tiền, thứ bà cần là người chồng toàn tâm toàn ý với mình. Trước kia còn trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn, cảm thấy dùng tiền giữ ông ấy ở bên mình là được, nhưng bây giờ bà biết mình sai rồi, thời gian cũng không thể quay lại, nếu bây giờ ly hôn, bà sẽ từ một phu nhân cao quý trở thành một người phụ nữ bị vứt bỏ khi hết giá trị lợi dụng. Đây không phải điều bà muốn, cũng không gánh nổi điều tiếng này, vì thế bà không đồng ý ly hôn. Nhưng Trương Tuyết Phong đã đoán trước được phản ứng của Lâm Dung Trân, ông đã nghĩ được cách đối phó. Ông ấy ngã bài với Lâm Dung Trân, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn, trước khi quá trễ thì em hãy đồng ý ký tên. Tôi có thể đưa thêm tài sản và tiền bồi thường, còn nếu em thật sự muốn ra tòa, vậy thì xin lỗi, lúc đó em đừng hối hận. Nhưng không ngờ lúc Trương Tuyết Phong chuẩn bị mở cuộc chiến ly hôn với Lâm Dung Trân, thì đột nhiên lại bị bắt cóc. Xế chiều hôm đó, Trương Tuyết Phong lái xe từ phòng tập về công ty như mọi hôm không ngờ giữa đường lại bị một chiếc xe tải màu xám bạc chặn lại có mấy người đeo mặt nạ bước xuống trói vô ông lại rồi kéo lên xe không phải ông chưa bao giờ nghe đến chuyện bắt cóc nhưng lại không ngờ mình cũng có ngày dính phải hai mắt bị bịt kính trương tuyết phong không biết những người này đưa mình đi đâu nhưng nghe giọng nói có thể nhận ra họ là người đại lục những kẻ này làm việc lưu loát có trình tự kế hoạch chu đáo xem ra đây không phải lần đầu tiên thực hiện phi vụ. Xe đi khoảng hơn một tiếng, cảm giác được xe dừng lại, sau đó ông bị hai người kéo ra, lôi vào một căn phòng. Trong phòng rất yên tĩnh, không nghe được bất kỳ tiếng động nào, nhưng thỉnh thoảng sẽ có tiếng chó sủa, chắc ở là nhà ở ngoại thành nuôi chó. Các người có thể gọi cho vợ tôi là Lâm Dung Trân, cô ấy sẽ trả tiền chuột, Trương Tuyết Phong bình tĩnh nói. Một tên trong đám lạnh lùng nói, Thành thật một chút, đừng có dở trò, nếu không đừng trách bọn này không khách sáo. Đương nhiên chúng tôi sẽ gọi vợ ông, nhưng trước đó phải mượn ông ít đồ. Gã vừa dứt lời, Trương Tuyết Phong đã cảm thấy đau đớn vô cùng, ngón út tay trái đã bị chặt mất một đoạn. A a a, Trương Tuyết Phong đau đớn kêu lên. Câm mồm, có tí vết thương đấy cũng không chết được đâu, còn kêu nữa, tao cắt thêm một ngón giọng nói hung dữ vang lên. Trương Tuyết Phong cắn môi không dám kêu nữa. Lúc này, ông cảm nhận được có người đang băng bó vết thương cho mình, động tác rất chuyên nghiệp, chắc là thường làm. Người này vừa nói, Trương Tuyết Phong nhận ra đây là người địa phương, ông yên tâm, chỉ cần vợ ông đưa tiền chuột, chúng tôi sẽ thả người. Chúng tôi là người giữ chữ tín, chỉ cần người nhà ông không dở trò, ông sẽ không sao cả trương tuyết phong lập tức nói mình sẽ không dở trò chắc chắn sẽ trả tiền sau đó có người lấy máy quay phim trương tuyết phong liên tục cầu cứu lâm dung trân trong video bảo bà ấy mau trả tiền thời gian chờ đợi như kéo dài mãi may mà lâm dung trân cũng nhanh chóng phản hồi sẽ trả tiền trương tuyết phong thở phào xem ra người phụ nữ này vẫn yêu mình trước đó ông cho rằng vì mình đòi ly hôn nên lâm dung trân sẽ thấy chết mà không cứu sáng hôm sau lâm dung trân gửi tiền chuộc vào một tài khoản bí mật ở đài loan theo yêu cầu của bọn bắt cóc lúc đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi trương tuyết phong nghĩ rằng không đến hai ngày nữa mình có thể về nhà không ngờ chiều hôm đó chuyện lại đột nhiên chuyển hướng bọn bắt cóc tháo vải che mắt trương tuyết phong ra chuyện này là điềm báo không tốt với con tin thường là khi bọn bắt cóc có định giết người trương tuyết phong sợ hãi thậm chí ông còn lấy tay che mắt mình lại không muốn nhìn thấy mặt bọn chúng bỏ tay xuống chúng ta nói chuyện một chút một giọng nói lạnh nhạt vang lên trương tuyết phong run rẩy thả tay xuống trước mặt ông là một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường nhìn cũng không giống kẻ ác nhưng thời buổi này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong người đàn ông có ngoại hình bình thường này chính là chủ mưu tuần chấn bang nói chuyện gì không phải vợ tôi đã chuyển tiền cho các người rồi à vì sao còn không thả tôi trương tuyết phong kích động nói tuần chấn bang nhún nhún vai rồi kéo ghế ngồi xuống bây giờ tôi muốn nói rõ với ông vốn cũng không thể trách chúng tôi được theo kế hoạch thì khi người nhà ông chuyển tiền chúng tôi sẽ thả người vậy anh thả tôi ra đi không phải lâm dung trân đã trả tiền rồi à anh yên tâm tôi chắc chắn sẽ không báo cảnh sát nhất định sẽ không báo có lẽ dự cảm được chuyện sắp xảy ra trương tuyết phong không khống chế được cảm xúc của mình tuần chấn bang thở dài nói đúng là lâm dung trân đã trả tiền nhưng bà ấy còn một yêu cầu chỉ cần bọn tôi đáp ứng bà ấy sẽ không báo cảnh sát mà tôi tin bà ấy chắc chắn sẽ làm được yêu cầu gì trương tuyết phong rung giọng giết con tin lời tuần chấn bang như giọng nói của tử thần địa ngục tuyên án vận mệnh của ông trong phút chốc. Trương Tuyết Phong nghe xong thì điên cuồng dãy dụa hét lên, không thể nào. Cô ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy, không thể nào. Tuần Chấn Bang thấy ông có vẻ đau lòng, cấu kỉnh nói, đấy là vợ ông, có thể hay không chẳng lẽ ông không biết. Đừng có mơ tưởng nữa. Trong phút chốc, Trương Tuyết Phong ngây người, ông ngã ngồi xuống đất, cười ngây ngốc. Giờ khắc này ông đã hiểu đây chính là sự thật để mình còn sống quay về, không bằng để bọn bắt cóc giết con tinh. Như vậy Lâm Dung Trân vừa giữ được tài sản lại giữ được danh dự. Chương 93, Máu thịt lẫn lộn Trương Tiết Phong biết Lâm Dung Trân muốn đẩy mình vài chỗ chết, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha! Ha ha! Mình không muốn đừng đẩy cho người làm. Ha! Ha! Tự mình không muốn đừng đẩy cho người khác làm. Tuần Chấn Bang cũng là một người đàn ông gã đồng cảm với trương tuyết phong lâm dung trân quả là một người phụ nữ độc ác đối với chồng của mình còn như thế có khi nào đối với người khác còn độc ác hơn hắn nhìn trương tuyết phong cười ngây ngô trầm tư nghĩ đêm đó tuần chấn bang liên hệ với một ngư dân hay giúp mình chuyển hàng giữa hồng kông và philippines gã muốn giấu trương tuyết phong ở một nơi bí mật chỉ có mình biết sau đó nhốt lại cứ một thời gian sẽ mang thức ăn và nước uống đừng để ông ta chết gã còn hứa sau khi chuyện thành công sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho người đó trương tuyết phong vốn nghĩ mình chắn chắn sẽ chết không ngờ tuần chấn bang lại đồng ý tạm giữ lại mạng sống của mình thật ra là vì tuần chấn bang không tin lâm dung trân gã sợ lâm dung trân sẽ lật mặt báo cảnh sát đến lúc đó trương tuyết phong đã chết chẳng phải là không còn nhân chứng sao thế là gã để ngư dân kia giấu trương tuyết phong đi có khi mấy năm sau lại có thể kiếm được ít tiền từ lâm dung trân ấy chứ rất nhanh trương tuyết phong bị bọn bắt cóc đưa lên thuyền lúc nửa đêm ngư dân kia không biết nói tiếng hồng kông nên bọn họ cũng không nói chuyện gì chỉ khi trương tuyết phong say sóng nôm đầy ra thuyền ngư dân kia mới tức giận chởi vài câu sau đó họ đến một hòn đảo trương tuyết phong nhìn hòn đảo hoang sơ vắng vẻ biết chắc nơi này là hoang đảo không người ở Ngư dân kéo ông ta đến một sơn động giữa sườn núi, bên trong vừa tối vừa lạnh, ông ta thực sự không muốn bị nhốt ở đây. Nhưng bây giờ đang bị trói, hơn nữa hai ngày nay cũng không được cơm nước đầy đủ, muốn vật lộn với một ngư dân cường tráng nhanh nhẹn chính là tìm đường chết. Trương Tước Phong chỉ có thể nhận mệnh bị nhét vào lòng sắt lớn, sau đó gã tháo dây trói ra, ném lại chút đồ ăn và nước uống rồi nghênh ngang bỏ đi. Sau khi ngư dân đi, trương tuyết phong ở trong sơn động lạnh lẽo ẩm ướt một mình không lâu sau số thức ăn và nước uống dần cạn kiệt nhưng mãi mà không thấy ngư dân kia quay lại lúc đầu ông ta còn nghĩ do gã bận nên tới muộn nhưng thời gian trôi đi ông bắt đầu tuyệt vọng càng lúc càng hoảng sợ đến cuối cùng chết trong hang mà cũng không ai đến cứu tiến bảo bỏ tay ra mau bỏ tay ra giọng đinh nhất đột ngột vang lên bên tai Tôi hoàng hồn, thấy hai tay mình bám chặt vào thanh sắt, trị sắt nhô ra cắm vào tay, máu chạy xuống. Bỏ ra, đinh nhất tức giận quát lên, kéo mạnh lần nữa mới lôi được tay tôi ra. Đợi đến lúc bị kéo ra xa chiếc lồng, tôi mới hoàn hồn lại. Cúi xuống nhìn bàn tay đầy máu, tôi, tay tôi sao vậy? Chú Lê nhìn tay tôi, mặt mày khó coi, lúc nãy đến gần lòng sắt kia, cháu nắm chặt lấy thanh sắt, làm cách nào cũng không thả Lúc đầu chú chỉ nghĩ cháu giống như mọi khi Nên bảo mọi người đừng làm phiền Ai ngờ một lúc sau tay cháu chảy đầy máu Chú bảo Đinh Nhất đến kéo ra Nhưng có làm thế nào cháu cũng không nhúc nhích Tay vẫn nắm chặt lấy chiếc lòng Gọi kiểu gì cũng không phản ứng Tôi thầm than khổ Vì sao lúc nào người bị thương cũng là tôi chứ Lúc này anh Hào kéo bác sĩ trong đội đến Anh ta nhìn vết thương trên tay tôi rồi nói Cái này phải khử trùng không cẩn thận sẽ bị uống ván. Nói rồi lục tìm trong thùng thuốc, cũng không biết vì tay đau hay bị ký ức vừa nãy dọa sợ, tôi thở hổn hển như hít thở không thông. Bác sĩ cầm một bình nhựa trắng, đổ chất lỏng lên tay tôi. Cơn đau dữ dội truyền đến, tôi không nhịn được kêu ầm lên. A, à, nước gì vậy? Đinh Nhất nắm tay tôi lại, đừng dậy, đây là nước khử trùng, phải rửa sạch vết thương bị rỉ sắt đâm vào nói xong anh ta quay sang hỏi bác sĩ thế nào vết thương có nặng lắm không? bác sĩ kiểm tra hai tay của tôi sau đó vui mừng nói cũng may là không bị thương nặng chỉ rách mấy vết nhỏ nên không cần khâu xử lý xong vết thương tiêm một mũi phòng uống ván là được tôi nghe thấy còn phải tiêm thì đau khổ nhìn đinh nhất thế nhưng anh ta coi ánh mắt cầu cứu của tôi như vô hình nói với bác sĩ được vậy làm đi lúc này chú lê đi đến đầu tiên là nhìn vết thương trên tay tôi thấy chỉ là vết thương nhỏ thì thở phào sau đó hỏi khẽ thế nào trong đó có phải trương tuyết phong không tôi nhìn chú lê không biết có nên nói cho chú biết không nhìn quanh thấy mọi người đều đang chờ câu trả lời của mình tôi biết bây giờ không phải là lúc thích hợp tôi thở phào nói ông ta chính là trương tuyết phong mọi người nghe xong thì hoan hô thắng lợi nhưng tôi không thấy vui nổi Bác sĩ đang gấp những vụn rỉ sắt trong tay tôi ra, tôi bị dọa nên vội quay sang chỗ khác, không dám nhìn bàn tay máu thịt bè bét của mình. Quay mặt đi lại thấy thi thể trong lòng, ông ấy cuộn mình vào một góc, một người đàn ông thân cao mét tám, giờ khô lại chỉ như một đứa trẻ. Lòng sắt ở lâu năm trong môi trường ẩm ướt đã bị ăn mòn, cửa lòng và ổ khóa đã dị xét, mấy người anh hào không cần dùng dụng cụ cũng phá được lòng sắt đã rỉ mục này. Tôi cũng xử lý xong vết thương trên tay, bác sĩ quấn băng gạt lại. Sau đó lấy một ống tim trong hộp cứu thương ra, tiêm vào mông tôi một mũi. Tôi muốn than khổ lắm rồi đây này. Sao lần này mình xui thế chứ? Liên tục bị thương, lại còn mém chút là bị quỷ biển hại chết nữa chứ. Không khí trong động càng lúc càng khó thở, nên chúng tôi quyết định để mọi người rút ra ngoài gần hết. Chỉ để lại anh Hào và người của anh ta ở lại xử lý thi thể của Trương Tuyết Phong. Chúng tôi ra ngoài chờ. Rời khỏi động, trời đã tạnh mưa. Mọi người thi nhau cởi bỏ quần áo ướt để ánh mặt trời hông khô người. Tay của tôi đã bị băng kính, coi như không dùng được nữa. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ Đinh Nhất cởi hộ quần áo rồi treo lên cành cây để hông nắng. Chương 94, Tạm thời lật lọng. Chúng tôi chờ ngoài động một lúc thì anh Hào đã đưa thi thể của Trương Tuyết Phong ra. Thi thể vẫn trong tư thế của người lại quần áo đã mục nát chỉ còn mấy đồ trang sức bằng kim loại là còn nguyên vẹn phương thanh bình theo chỉ thị của luật sư nghiêm bắt đầu chụp ảnh di thể trương tức phong đồng thời kiểm tra những di vật trên người ông ấy mắt kính được làm bằng nhựa nên không biến dạng chỉ có một đoạn ở chân kính bị gãy đã được gắn lại bằng băng dính nó có từ lúc ông ấy còn sống trên ngón vô danh bàn tay phải có một chiếc nhẫn kim cương kiểu nam giới theo Lâm Dung Trân nói thì đó là nhẫn cưới của họ. Tay trái đeo đồng hồ vàng đã hỏng mặt kính, nhưng có thể thấy giá trị của nó không nhỏ. Tất nhiên cũng không dám đảm bảo thi thể này chính là Trương Tuyết Phong, còn phải đợi đưa thi thể về kiểm tra DNA nữa. Lúc này anh Hào lấy túi đựng xác đã chuẩn bị sẵn ra, đặt thi thể Trương Tuyết Phong vào trong. Vì thi thể cuộn lại nên sau khi cho vào túi trông giống như cái ba lô lớn, một người đeo trên lưng là được chuẩn bị xong xuôi đoàn chúng tôi bắt đầu xuống núi trước đó chú lê nói là muốn phá trận bách quỷ diệt hồn kia tôi nghĩ chắc sẽ rất phức tạp thế mà không ngờ ông ấy chỉ sai la hải và đinh nhất rút mấy cái cọc gỗ lên là xong tôi khinh thường nhìn thầm nghĩ chuyện này cũng đâu đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu chứ chú lê thấy tôi nhìn thế thì cười ha hả nói nhóc con có một số việc khó với người này mà không khó với người khác hiểu không sau này chăm chỉ học tập đi. Tôi nhếch miệng, ra vẻ thật thà nói, vâng thư Lê Đại Sư, vạn bối nhất định sẽ học hỏi nhiều hơn. Chú Lê thấy tôi nói cho có, cũng chẳng buồn đáp lại nữa, quay sang nói với luật sư Nghiêm, đã tìm được di thể của Trương Tuyết Phong rồi, tiếp theo chúng ta có thể an toàn rời đảo không? Luật sư Nghiêm gật đầu, nhìn Hàng Cẩn nói, cô Hàng, cô không có vấn đề gì chứ? Hàng Cẩn mặt lạnh nói, xin tin tưởng vào uy tín của công ty chúng tôi, nhất định sẽ hộ tống các vị rời đảo an toàn. Chúng tôi từ trên núi xuống đã gặp người của quỷ vương chờ ở bì rừng. Lúc đầu họ cũng định cho người đi theo, nhưng thấy chỗ chúng tôi muốn đến lại là cấm địa nên lại thôi. Khi họ thấy chúng tôi trở về toàn vẹn, không tổn hại gì, họ đều rất kinh hãi, nhìn chúng tôi như thấy quỷ. Ivan chủ động đi đến chào hỏi, nói chúng tôi đã tìm được di hài của người mất tích năm đó chuẩn bị rời khỏi đây. Không ngờ thủ hạ của quỷ vương lại chĩa súng, không cho chúng tôi rời đi. Bầu không khí đột nhiên thay đổi, bọn hàng cẩn cũng không phải tay mơ, nhưng vũ khí của chúng tôi đều đã giao nộp hết, sao tay không đánh nhau với chúng được. Luật sư nghiêm trắng mặt nhìn hàng cẩn, không biết nên nói gì. Chị thấy hàng cẩn xua tay, bảo chúng tôi đừng vội, chờ cô ta đi gặp quỷ vương nói chuyện, sau đó đi theo thủ hạ của gã. Sau khi cô ta đi, tim tôi bắt đầu đập dồn dập. Nếu như bà cô này bán chúng tôi đi, vậy thì hay rồi. Ai cũng đã cố gắng hết sức rồi, bao nhiêu nguy hiểm dọc đường cũng đã trải qua hết rồi, chẳng lẽ chỉ còn một bước nữa lại thành công cốc sao? Không lâu sau hàng cẩn quay lại, thấy cô ta nhẹ nhàng trở về, tôi tưởng là chuyện sẽ rất tệ. Ai ngờ cô ta đến gần, im lặng một lát rồi nói, quỷ vương đồng ý để các người đưa thi thể này đi, nhưng gã có một yêu cầu tôi nghe thế thì thấy hồi hộp quả nhiên là không đơn giản yêu cầu gì luật sư nghiêm hỏi ông ta muốn các anh trả phí quản lý thi thể này cái gì đây không phải lợi dụng nhà cháy vào hôi của à tôi giận dữ nói phí quản lý cái ép à chú lê giữ chặt tôi lại nói đừng xúc động đây không phải nơi chúng ta có thể lên tiếng Hàng Cẩn trợn mắt nhìn tôi, nói tiếp, Lê Đại Sư nói rất đúng, quỷ vương cực kỳ tham lam, nhộ đến sợi lông cuối cùng. Nếu gã đã đòi tiền thì tôi đề nghị cứ trả đi, nếu tiền có thể giải quyết được thì tội gì phải chém chém giết giết. Sắc mặt luật sư nghiêm nghiêm trọng, ông ta khó khăn hỏi Hàng Cẩn, họ muốn bao nhiêu tiền. Hàng Cẩn hời hợt dơ một ngón tay, 10 triệu đô la Mỹ. Tôi chửi thầm CMN tên quỷ vương này quá tham lam rồi đi. Luật sư nghiêm nói, tiền không phải là vấn đề, nhưng bây giờ chúng tôi nào mang theo nhiều tiền như vậy chứ? Hàng cẩn nghĩ một lúc rồi nói, không sao, anh có thể thông qua quỷ vương gọi cho lâm nữ sĩ, để bà ấy chuyển tiền. Đây cũng là một cách, nhưng không biết lâm dung trân có đồng ý trả số tiền này không? Bà ta lấy danh nghĩa tìm chồng khắp nơi nhiều năm nay, nhưng thực ra cũng chỉ để xác định ông ta đã chết thật hay chưa thôi nếu đã nhận được đáp án liệu bà ta có còn quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi không nghĩ đến đây tôi bất an hỏi hàng cẩn nếu lâm dung trân không đồng ý trả tiền thì sao mọi người nghe thế thì ngạc nhiên vì họ đều nghĩ lâm dung trân đã bỏ ra nhiều tiền như thế để tìm chồng giờ đã tìm được thi thể của trương tuyết phong bà ấy còn so đo chút tiền đó làm gì nếu bà ấy không trả tiền, vậy đành phải bỏ lại thi thể của Trương Tuyết Phong ở đây, chỉ có chúng ta rời đảo. Hàng Cẩn lạnh nhạt nói. Cô chắc chắn chúng ta có thể rời đi. Tôi lo lắng hỏi lại. Hàng Cẩn nhìn chầm chầm vào tôi nói, anh chắc chắn Lâm nữ sĩ sẽ không trả tiền. Tôi thực sự rất muốn nói, tôi chắc chắn, nhưng lại không biết phải giải thích với mọi người thế nào. Luật sư nghiêm đi theo Hàng Cẩn đến chỗ quỷ vương để gọi cho Lâm Dung Trân chú lê thấy bọn họ đã đi xa thì vội kéo tôi lại hỏi tiến bảo cháu biết nội tình phải không tôi nhìn quanh thấy đám tổ phi không nhìn về phía mình thì nói nhỏ kể lại cho chú lê và đinh nhất bọn họ nghe xong cũng thấy sợ hãi không nói lên lời người trông giống như một phụ nữ si tình như thế vậy mà nội tâm lại độc ác vậy sao làm sao bây giờ tôi sợ hãi hỏi chú lê chú ấy cũng câu mày không biết nên làm gì cho phải. Chương 95, Gà trống chiêu hồn Thời gian chậm chạp trôi qua, mãi mà luật sư Nghiêm và Hàng Cẩn cũng không quay lại, có lẽ cuộc đàm phán của họ không thuận lợi. Mong ngàn vạn lần đừng đúng như tôi đoán. Nhưng năm đó vì tiền mà có thể ác độc với chồng mình như vậy, tôi cũng không dám quá hy vọng vào sự nhân từ của bà ta. Một lúc sau, chị thấy luật sư Nghiêm được hai đàn em của quỷ vương đưa về thấy sắc mặt ông ta vàng như nến, tôi thầm nghĩ không ổn, xem ra tình hình thật sự phát triển theo hướng xấu rồi. Thế nào? Anh gọi cho lâm nữ sĩ sao rồi? Chú Lê giữ giọng bình tĩnh hỏi. Luật sư nghiêm nhìn chú Lê, sau đó mắt đỏ lên, Lê Đại Sư, tôi thật xấu hổ với ngài, tôi cũng không biết tại sao chủ tịch lâm đột nhiên trở mặt, không chịu trả 10 triệu đô. Anh có nói với bà ấy là chúng ta đã tìm được thi thể của Trương Tuyết Phong không? chú lê lạnh lùng hỏi đương nhiên tôi cứ nghĩ là khi biết đã tìm thấy di thể của chồng bà ấy sẽ không cò kè mà chuyển tiền ngay cho chúng ta không ngờ không ngờ bà ấy luật sư nghiêm nói đến đây cũng không thốt nổi nữa chú lê thấy luật sư nghiêm cũng là người bị hại thì vỗ vai an ủi nói được rồi bà ta không trả tiền thì coi như xong thật ra tôi đã đoán ra từ trước rồi chỉ không ngờ bà ta lại không mang đến an nguy của mọi người hàng cẩn đâu? Sao không về cùng anh? Luật sư nghiêm ổn định lại cảm xúc rồi nói, hàng cẩn đang thương lượng với quỷ vương, cô ấy đang cố gắng để chúng ta có thể rời đảo an toàn. Lâm Dung Trân đã không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, thì cũng không cần đem thi thể chồng bà ta về nữa. Chú Lê thở dài, luật sư nghiêm, anh không hiểu thân chủ của mình rồi, bà ta đâu cần di thể của Trương Tuyết Phong. Luật sư nghiêm biến sắc, sững sốt một lúc mới hiểu ra, chẳng lẽ bà ấy chỉ muốn xác nhận Trương Tuyết Phong đã chết hay chưa thôi. Chú Lê bất đắc dĩ gật đầu, chỉ sợ đúng là như thế. Bà già chết tiệt, hóa ra chỉ là màu nhiều năm như vậy. Luật sư nghiêm tức giận chửi đổng lên. Luật sư nghiêm câu mày nghĩ mãi, sau đó kéo tay chú Lê nói nhỏ, Lê Đại Sư, tôi cũng biết được bản lĩnh của ngài rồi. Bây giờ đừng quan tâm đến bà già kia nữa chỉ cần có thể sống sót trở về, tôi sẽ trả cho ngài một triệu tệ. Tôi nói được thì làm được. Chú Lê cười không nói gì, nỗi lo lớn nhất của ông chính là hàng cẩn. Nếu cô gái này biết tiền công của mình đã không còn, chẳng biết có vứt đám chúng tôi ở lại đây, một mình bỏ đi trước không. Chú Lê càng nghĩ càng lo lắng, sau đó chú ấy bảo Ivan nói với thủ hạ của quỷ vương, chú ấy muốn gặp gã nói chuyện một chút. Tôi lúc đầu tưởng những tên này sẽ không dễ đồng ý. Không ngờ chỉ thấy Ivan vừa cười vừa nói tràn gian đại hải. Thế mà bọn chúng đồng ý. Chú Lê đưa tôi và Đinh Nhất cũng đi gặp quỷ vương. Vừa đi vào sảnh, đã thấy một người đàn ông khôi ngô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Hàng cẩn ngồi đối diện gã. Cô ta thấy chúng tôi đến thì ngạc nhiên thấy rõ. Khi tôi nhìn thấy diện mạo của tên này, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao lại gọi là quỷ vương rồi gã CMN là quỷ Tây Dương. Tuy nói tiếng bản địa lưu loát, nhưng mắt gã là màu xanh, huyết thống không thuần khiết, chắc là con lai Á Âu. Ivan lễ phép chào quỷ vương, giới thiệu thân phận của chú Lê. Quỷ vương khá lịch sự với chúng tôi, gã mời chú Lê ngồi xuống. Sau đó bảo thuộc hạ pha trà, còn tôi và Đinh Nhất đứng hai bên chú Lê. Vì bất đồng ngôn ngữ, những gì chúng tôi nói đều cần Ivan phiên dịch lại nên chú lê cũng không nói mấy lời khách sáo đi thẳng vào vấn đề ngài quỷ vương rất tiếc khi phải nói với ngài chủ của chúng tôi không đồng ý chi tiền bảo quản di thể cho chồng mình nên ngài có toàn quyền xử lý cổ di thể kia ivan thấy chú lê dừng lại anh ta dịch cho quỷ vương nghe sắc mặt gã không đổi chỉ ra hiệu cho chú lê nói tiếp chú lê nhấp một ngụm trà nói lần này chúng tôi bị người thuê thức tính cũng là bất đắc dĩ dù không có tiền trả phí bảo quản nhưng lần này chúng tôi lên đảo cũng không phải là không có chuyện tốt quỷ vương nghe thế thì nhớ mày nói chuyện tốt không biết ngoài tiền chúng tôi có thể có được chuyện gì tốt nữa chú lê mỉm cười rồi tự tin nói khu cấm địa phía tây đã không còn tôi sẽ giúp đàn em của ngài chữa bệnh quỷ vương nghe vậy thì biến sắc lập tức đứng lên nói ông nói thật chứ chú lê không hề sợ hãi nói đương nhiên. Được, nếu Lê Đại Sư có thể làm được hai chuyện này, sau này trên địa bàn của quỷ vương tôi, chỉ cần ngài mở lời, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Quỷ vương hào sản nói. Quỷ vương và chú Lê thỏa thuận xong, chỉ cần chú ấy chữa khỏi bệnh cho mấy huynh đệ của gã, sẽ dễ nói chuyện hơn. Thật ra nhiều năm qua, quỷ vương đã mời không ít đại sư đến xem bệnh cho mấy người kia, nhưng hiệu quả không đáng kể, nên gã cũng không đặt hy vọng nhiều vào chú Lê. Đêm đến, chú Lê khai đàn làm phép ở khu đất trống, chuẩn bị chiêu hồn. Năm kẻ ngu ngơ kia được đưa ra, bọn họ si si ngốc ngốc ngồi xuống theo chỉ đạo của chú Lê. Sau đó năm đàn em của anh Hào ôm mỗi người một con gà trống lớn đi tới, họ cắt ngón tay từng người rồi nhỏ máu lên màu con gà trống trước mặt. Chú Lê đốt mấy tấm bùa màu vàng, sau đó sai đàn em của anh hào thả gà trống xuống phía tây khu rừng nói ra cũng tà môn mấy con gà trống kia bị thả dưới đất không chạy cũng không kêu cứ ngay ngóc đứng yên như đang đợi lệnh sau đó chú lê cho năm đàn em của quỷ vương đứng sau lưng năm kẻ ngốc kia gọi tên của từng người bằng tiếng bản địa chú lê cầm chuông chiêu hồn miệng lẩm nhẩm liên tục sau đó lắc chuông đồng linh 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 bỗng thấy mấy con gà trước đó còn đứng im không nhúc nhích, đột nhiên như nổi cơn điên, đầu tiên là đảo quanh tại chỗ, sau đó từng con một chạy về phía mấy kẻ ngốc. Con gà trống chạy đến đầu tiên, đến trước người một gã, gãy vang một tiếng rồi hai chân đạp đạp, ngã lăn ra chết. Chương 96, thiếu một phách. Con gà trống đang nhảy nhót tung tăng vừa chết thẳng cẳng, thì tên ngốc chỗ con gà đó chợt bật dậy, sợ hãi nhìn mọi người, sân cốc phía tây toàn là mộ chúng tôi nghe thế thì kinh ngạc vô cùng không ngờ người này lại có thể nói được bình thường rồi thủ hạ của quỷ vương reo văn ầm ĩ nhưng chú lê giơ tay lên ý bảo họ chờ bốn con gà còn lại vẫn chưa về phía sau lục tục có ba con gà trống nữa chạy về sau đó ba người kia cũng khôi phục lại bình thường thế nhưng chú lê phát hiện con cuối cùng vẫn mãi không chạy về đây thế là chú ấy bảo la hải trung chuông chiêu hồn cạnh kẻ ngốc cuối cùng còn chú ấy đi xem thử con gà kia bị làm sao lại gần mới thấy con gà trống này vẫn đứng xoay mãi chú lê biết nó sẽ mệt đến chết trước mà không chiêu được hồn phách về chú ấy tính toán một lúc sau đó đột nhiên nhìn về phía cây đại thụ ven rừng tới gần thì thấy hóa ra là một gốc cây hòe chú nói ngay với mấy người anh hào mau chặt cây này đi năm người lúc nãy ôm gà vội chạy đến đống cây, không lâu sau, cây hòe có đường kính bằng miệng bát đã bị chặt ngã. Cây vừa đổ xuống đất, thì con gà đang xoay xoay bỗng kêu lên sợ hãi, chạy về như điên, vào phút cuối cùng cũng kịp chạy về chỗ kẻ ngốc còn lại. Nhưng không biết vì sao, nó lại không quát lớn lên rồi chết giống những con khác. Chú Lê chạy đến nhìn, lắc đầu liên tục nói, ý trời. Đúng là ý trời, Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Tiếp đó, chú Lê đốt năm lá định hồn phù, để năm người này uống nước phù, ổn định hồn phách vừa nhập thể. Tất cả mọi người đều bị cảnh này dọa sợ, năm người trước đó còn ngu dại, thế mà bây giờ đã có thể nói cười rồi. Ánh mắt Quỷ Vương nhìn chú Lê đã cung kính hơn nhiều, gã sai người đỡ chú ngồi xuống, sau đó cười tươi rói nói: "Lê đại sư, ngài quả là cao nhân." mấy người anh em này của tôi đã ổn cả rồi chứ. Chú Lê cầm khăn mà La Hải đưa lau mồ hôi, nói, bốn người kia thì không sao, nhưng người cuối cùng. Lúc mấu chốt bị cây hòe cản trở, tôi chỉ gọi về được ba hồn sáu phách, ý trời đã định, không còn cách nào khác. Cụ thể là thiếu mất phách nào, ngày mai mới nhìn ra được. Quỷ vương vui vẻ nói, được, 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 tốt quá, Lê Đại Sư vất vả rồi hôm nay cũng đã muộn chắc đại sư cũng mệt rồi mời ngài về nghỉ ngơi ngày mai tôi sẽ chuẩn bị tiệc thịnh soạn để chiêu đãi trưa hôm sau đúng là quỷ vương tổ chức tiệc tiếp đại chúng tôi thật trong bữa tiệc quỷ vương còn cho năm người hôm qua được chú lê chữa trị lên mời rượu đến lượt người cuối cùng chú lê còn chú ý hỏi cảm giác hiện tại của anh ta người kia gãi gãi đầu nói cũng không thấy gì lạ có điều người quen đều nói Chính tình của anh ta tốt hơn trước. Chú Lê nghe thế thì chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau này chú mới nói cho tôi biết, bảy phách của con người là hỉ vui, nộ giận, bi buồn, cụ sợ, ái yêu, ô ghét, dục muốn, phách người kia mất đi là nộ, có lẽ sau này sẽ không biết thế nào là tức giận nữa. Sau ba lượt trụ, chú Lê nói với quỷ vương rằng chiều nay sẽ đưa chúng tôi rời đảo. Nhờ gã tạo điều kiện, còn thi thể của Trương Tuyết Phong thì chú ấy đề nghị an táng ở đây. Sau khi biết bản lĩnh của chú Lê, đương nhiên quỷ vương sẽ không phản đối, dù sao chúng tôi cũng vừa chữa bệnh cho đàn em giúp gã. Nhưng quỷ vương vẫn không thôi lo lắng về cấm địa, hỏi chú Lê có thể đi lại tự do ở đó rồi không? Chú Lê cười nói, đương nhiên không đơn giản như thế, tôi đã phá trận pháp ở phía Tây rồi, nhưng vấn đề lớn nhất chính là khu rừng kia cây cối ở đó rậm rạp hơi ẩm một nát tồn động lâu năm nên mới tạo ra chướng khí quỷ vương nghe thế thì vội xin ý kiến chú lê xem nên giải quyết chướng khí trong khu rừng kia thế nào chú lê nghĩ một lúc rồi cho gã hai cách giải quyết một là khi đi vào thì đeo mặt nạ phòng độc chỉ cần không hít phải chướng khí thì sẽ không nguy hiểm gì mấy nhưng đây chỉ là kế tạm thời muốn giải quyết dứt điểm thì chỉ có thể chặt cây Chú ấy bảo bắt đầu từ ngày mai, cứ có ba cây thì chặt đi hai, không để rậm rạp như vậy, có gió thổi qua sẽ dần tiêu tan chướng khí. Đương nhiên, người đi chặt cây cũng phải đeo mặt nạ phòng độc. Quỷ vương nghe vậy thì ra lệnh ngày mai bắt đầu chặt cây, dù sao phòng ốc trên đảo cũng cần sửa sang lại, dùng luôn đống gỗ đó cho tiện. Xong xuôi mọi chuyện, chúng tôi chuẩn bị xuất phát trở về. Trước khi đi, Chú Lê vẫn tự đưa di thể của Trương Tuyết Phong đi an táng ở sân cốc phía tây, cũng coi như chúng tôi làm hết sức mình, hy vọng ông ấy có thể yên nghỉ. Lúc gần đi, Quỷ Vương còn xin cách liên lạc với chú Lê, gã còn nhắc mãi chuyện từ giờ chúng tôi là bạn, nếu sau này cần gì trên địa bàn của gã, hy vọng chú Lê sẽ không khách sáo. Tôi thấy buồn cười, nói đi nói lại, ý tên này vẫn là nói sau này có chuyện muốn nhờ thì chúng tôi cũng đừng từ chối chứ gì. Nhìn thuyền dần dần đi xa A Kế, lòng tôi chợt dâng lên từng đợt bồi hồi, cuối cùng thì hành trình quái gở này cũng kết thúc rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện phiền toái khi quay lại Hồng Kông, tôi cũng không yên tâm mấy. Khi đi ngang qua đảo của L.A.U.R, chúng tôi không lên đảo mà chỉ nhìn từ xa rồi đi luôn. Đúng lúc đó lại gặp được thuyền đánh cá của anh Hồng, thấy chúng tôi có thể bình an trở mình thì rất ngạc nhiên. Chú Lê cười nói, vì chúng tôi là người tốt nên mới không bị ác ma nguyền rủa. Lúc hai thuyền đi qua nhau, anh Hồng cười bảy tay tạm biệt chúng tôi. Tôi quay lại nhìn, vô tình phát hiện trên cẳng chân trái của cô ấy có một đốm đỏ to như quả trứng gà. Xem ra thân thế của anh Hồng sẽ vĩnh viễn là bí mật, có lẽ đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của độ kiến quốc. Rốt cuộc, xem như chúng tôi đã bình an về đến Hồng Kông, khi thuyền vào cảng, đoàn tách thành các đội riêng. Chúng tôi về khách sạn bốn mùa trước, chuyện của Lâm Dung Trân đã có luật sư nghiêm lo. Chúng tôi chỉ có thể về khách sạn chờ tin tức của ông ấy. Chương 97: Trở về Bắc Kinh. Sau khi về khách sạn, bốn chúng tôi ngủ thẳng đến tận tối, luật sư nghiêm gọi điện cho chú Lê nói Lâm Dung Trân muốn gặp. Dù sao cũng là người chi tiền, thù lao lần này có cầm được hay không, còn phải phụ thuộc vào ý của bà ta dù sao trước đó chúng tôi cũng không ký thỏa thuận nào. Đây cũng chính là vết xe đổ của chúng tôi, nhưng ai mà ngờ được người có nhiều tiền như vậy khi xong chuyện thì lại lật lọng chứ. Buổi tối, Lâm Dung Trân mở tiệc ở khách sạn bán đảo, tiếp đại chúng tôi, luật sư Nghiêm cũng có mặt. Trong bữa tiệc, Lâm Dung Trân không hề nhắc đến chồng mình một câu. Chị khách sáo nói chúng tôi đã vất vả rồi, hôm nay phải ăn uống no say. Tiệc trụ kết thúc lâm dung trân có điện thoại nên đi trước tôi tức giận nói với chú lê bà già chết tiệt đó cứ đi như vậy à thế lần này chúng ta làm không công hả chú lê bình tĩnh không nói gì luật sư nghiêm thấy thế thì vội bưng ly rượu đến nói xin lê đại sư đừng tức giận tôi mời ngài một chén cảm ơn ngài đã quan tâm trên đường đi lúc trước tôi cũng đã nói chỉ cần ngài có thể đảm bảo cho tôi an toàn thì sẽ có hậu tạ lớn Tôi là người nói được làm." Luật sư Nghiêm vừa nói vừa rút một tờ chi phiếu trong túi áo khoác ra, đặt trước mặt chú Lê. Chú nhìn thoáng qua thì cười ngay, xem ra con số không nhỏ. Thấy biểu hiện của chú Lê, luật sư Nghiêm cũng thở phào, ngài là đại sư, cần gì phải so đo với một người phụ nữ quá bùa chứ. Tôi đã làm việc với bà ấy vài năm, đúng là tính cách càng lúc càng kỳ quái. Không chờ luật sư Nghiêm nói hết câu, Chú Lê đang hơi vui vẻ lại sầm mặt, không phải tính tình bà ấy kỳ quái, mà là bội bạc, thấy lợi quên nghĩa, không có giới hạn. Tôi có câu này nhờ anh chuyển lời, Trương Tuyết Phong nói, năm đó ông ta chết oan uổng, sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ đến. Luật sư nghiêm tái mặt, ông ta biết không thể đắc tội với kiểu người có dị năng như chú Lê. Không phải ông không nhắc nhở thiệt hơn với Lâm Dung Trân, nhưng bà ta nhất nhất không nghe, thà mang tiền xuống quan tài cũng không thèm giữ lời hứa, ông cũng đành chịu. Tôi nghe chú Lê nói thầm nghĩ, lão già này đúng là không phải tầm thường, chỉ cần luật sư nghiêm truyền đạt lại, có lẽ Lâm Dung Trân sẽ không có ngày nào được an dứt. Ngày hôm sau, chúng tôi lên máy bay trở về Bắc Kinh. Vốn định ở lại Hồng Kông chơi thêm vài ngày, dù Lâm Dung Trân có độc ác, nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc muốn đi chơi của chúng tôi. Tiếc là chú Lê nhận được điện thoại nói bắc kinh có việc quan trọng cần chú phải về gấp nên chúng tôi đành vội vàng quay về vừa đến sân bay chị bạch đã cho người đợi sẵn ngoài sân bay có treo cổ cũng phải cho thở đã chứ tôi kêu ca chú lê đập đầu tôi muốn dập cả não nói linh tinh gì đấy còn treo cổ nữa thằng nhóc thối có làm thì có ăn biết chưa chờ rảnh chú sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi nghe chú lê nói có tiền thì mặt mày hớn hở có tiền ạ à. bao nhiêu thế chú chú trừng mắt ra hiệu không tiện nói ở đây tôi hiểu ý ngoan ngoãn khóa miệng lại lúc đến biệt thự của chị bạch chị ấy đang chuẩn bị cơm trưa với bảo mẫu thấy chúng tôi vào thì cười nói chuẩn bị ăn cơm rồi mọi người đi rửa tay rồi ngồi ghế nghỉ một chút đi tôi thấy trong lòng ấm áp chị bạch luôn cho tôi cảm giác thân thiết như vậy Tuy chú Lê chưa từng nói thân phận của chị ấy, nhưng tôi có thể nhận ra chị không phải người bình thường. Cử chỉ, lời nói của chị và khả năng giúp chúng tôi nhận các vụ làm ăn, không phải người phụ nữ bình thường có thể làm được. Lúc này Bảo Mẫu mang một ấm trà hoa nhài đến, tôi đang khát nên bưng uống một hơi cạn sạch. Bảo Mẫu nhìn tôi cười, lại rót đầy chén, tôi ngượng ngùng định uống tiếp thì chị Bạch nói vọng ra, "Tiếng Bảo, uống ít trà thôi." chị làm cả một bàn đồ ăn ngon coi chừng lát nữa lại không ăn được tôi gãi gãi đầu nói chị bạch yên tâm đi chỉ cần là cơm chị nấu thì em sẽ ăn sạch chị bạch cởi tạp về ra vẫy tay gọi chúng tôi cơm xong rồi nào 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 tôi chuẩn bị từ sáng đến giờ đấy đây là lần đầu tiên tiến bảo ăn cơm chị nấu nên phải ăn nhiều vào chú lê đã từng ăn rồi không nói khoác gì tài nghệ của chị không thua gì đầu bếp đặt sao mi chen linh đâu. Tôi nhìn bàn ăn, ôi, hải sản, tôm hầm, cua hấp thì bình thường, bào ngư hải sâm cũng không nói, nhưng mấy con tôm hầm chỉ mới được thấy trên Tivi, rồi cả hầu nướng, nước bọt của tôi ứ liên tục. Cơm nước no nê, chị Bạch lấy một túi hồ sơ đưa cho chú Lê. Chú ấy mở ra xem, chỉ có vài tờ A4 mỏng dính. Tôi không hay xem tài liệu, nhưng thấy nó ít thế kia, chắc việc lần nãy cũng không khó lắm. Nhưng không ngờ chú Lê lại lắc đầu nói, chuyện này rất phiền phức, không dễ đâu. Tôi mới chỉ mới nghe thấy nó thôi, không ngờ lại có thể gặp được lúc còn sống. Chị Bạch hiểu ý cười nói, thế nên tôi mới tìm chú, người bình thường không giải quyết được nó chứ. Người bạn kia của tôi vốn thích sưu tập đồ cổ, chẳng biết sao lại có thể bị lừa mua phải nó. Vốn tưởng là món hời, không ngờ lại thành ra thế này. Chị Bạch thấy chú Lê trầm ngâm xem tài liệu thì cũng không nói gì, vội rèn sắc khi còn nóng nói, tôi cũng biết việc này kỳ lạ, nhưng họ trả công rất cao, nên tôi mới đem đến cho chú xem. Chú cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời, chuyện này quả đúng là rất khó. Chú Lê cũng là kẻ xảo quyệt, không vì câu kích tướng của chị Bạch mà vội vàng, chú cười ha hả nói, được, để chúng tôi thương lượng đã rồi sẽ trả lời chắc chắn sau sau đó chị bạch cho lái xe đưa chúng tôi đến khách sạn nghỉ ngơi vừa vào phòng tôi lao ngay lên giường chuyến này đúng là cmn nguy hiểm may mà ông đây vẫn còn sống để về chú lê ngồi bên cạnh lắc đầu cười cháu đấy đúng là phúc lớn mạng lớn tay thế nào rồi hay mai đến bệnh viện kiểm tra xem cũng nên chắc chắn không để lại tật thì hay hơn Tôi ngồi dậy thử hoạt động cánh tay, rồi cười hì hì nói, không cần ạ, à, tay nghề của ông lão kia rất tốt, không còn đau nữa rồi. Chú Lê yên tâm gật đầu, vậy là tốt rồi, lại đây, xem thử đi, hai đứa cho ý kiến. Chương 98, Sát thơm mỹ nhân Tôi mở tập tài liệu ra xem, bên trong ngoài mấy tờ A4 còn có một bức ảnh không được rõ lắm. Ảnh chụp một người phụ nữ nằm nghiêng, trang phục không giống người hiện đại đây là ai thế ạ à? từ hy thái hậu ạ à. còn rất đẹp nữa tôi nói đùa chú lê trợn mắt với tôi đọc tài liệu cho kỹ đi tôi trề môi lúc này mới đọc cẩn thận chị bạch có một người bạn làm ăn tên lưu thắng lợi được xem là một trong những phú hào ngầm ở trung quốc thú vui lớn nhất của ông ta là sưu tầm tranh chữ cổ tuy không so sánh được với viện bảo tàng nhưng giá trị tranh trong nhà ông ta cũng rất lớn nửa năm trước ông ta bị một người đài loan lừa đảo mua một xác ướp nữ được bảo tồn hoàn hảo từ thời nhà thanh nhan sắc cổ nữ thi này tuyệt đẹp không hề có dấu hiệu thối rửa trông giống như mỹ nữ trung quốc đang ngủ say trang phục người phụ nữ này mặc rất đẹp chắc thân phận trước khi chết khá cao điều khiến người ta bất ngờ hơn là đôi khi cái xác sẽ tỏa ra mùi thơm rất giống hương phi trong truyền thuyết lưu thắng lợi vừa thấy đã mê mẩn đồng ý mua cổ hương thi này ngay. Đương nhiên, ông ta cũng tìm hiểu lai lịch của nữ thi, dù sao thân phận của người này mới là thứ giá trị nhất. Người Đài Loan kia nói, ông ta có đầu tư vào một khu đất ở vùng Đông Bắc, khai quật được khi động thổ. Vị trí ở đó hoang vắng, nên xác định sẽ xây khu biệt thự cao cấp. Người Đài Loan này là một trong những nhà đầu tư tham gia lễ cắt băng khởi công hôm đó. Đến chiều, trong lúc đào móng, các công nhân đột nhiên đào được một thứ kỳ lạ. Dù chỉ lộ ra một góc, nhưng trong nó rất giống quan tài đá. Một công nhân to gan lấy xẻng đập xuống quan tài đá, một dòng máu loãng chảy ra. Công nhân thấy thế thì hoảng sợ bỏ chạy, cảnh tượng rất hỗn loạn. Nhưng người Đài Loan cũng có mắt nhìn, ông ta phát hiện có vật quý. Thế là một mặt tung tin nói thứ này nguy hiểm thế nào, phải đưa ngay ra khỏi công trường một mặt nhanh chóng thuê xe tải lớn chuyển quan tài đó đến nhà của mình ở ngoại ô vì để che mắt ông ta nói rằng đây là quan tài của tổ tiên mình chờ tìm được nơi phong thủy tốt sẽ an tán lại người đài loan biết dịch chảy ra từ trong quan tài là chất chống phân hủy nếu không nhanh chóng mở quan tài đưa những đồ vật bên trong ra sẽ chẳng khác gì công giả tràng thế là ông ta mua tủ lạnh chuyên giữ đông thi thể ngay trong đêm đó còn chi rất nhiều tiền mời chuyên gia xử lý thi thể từ Thái Lan sang, khi đã chuẩn bị xong thì mở quan tài lấy bảo vật. Lúc đầu người Đài Loan cho là ít nhiều gì trong đó cũng có đồ tùy tán đáng giá, dù chỉ có xác khô cũng được. Hiện nay có không ít đại gia ở nước ngoài thích sưu tầm mấy xác ướp cổ kiểu này, bán thay khô cho họ cũng được món hời. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, người Đài Loan dẫn hai đàn em cùng với người Thái Lan kia mở quan tài ra bên trong không khác dự đoán của ông ta mấy thứ bị phá vỡ là vách bên ngoài ở trong là quan tài bằng gỗ liêm hoàn hảo không hề bị tổn hại ngay cả màu sơn vẫn còn đẹp như mới điều này khiến người đài loan không khỏi mừng rỡ chỉ riêng giá bán quan tài gỗ liêm này cũng đủ rồi nếu như còn thứ gì đáng tiền bên trong thì ông ta có thể xin nghỉ hưu sớm rồi kết quả khi mở quan tài ra ai nấy đều choáng váng trong quan tài gỗ liêm chỉ có một cô gái mặc trang phục người bắc kỳ nằm im lặng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là gương mặt của cô ấy giống hệt người sống chỉ khác là mặt hơi tái nhật không có chút máu nào thôi người đài loan tìm trong quan tài cả buổi nhưng trừ cổ nữ thi này và trang phục cô mặc thì không còn vật bồi tán nào khác bỗng nhiên họ ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ mọi người nhìn nhau không hiểu nó từ đâu tới cuối cùng người thái lan kia cúi đầu xuống ngửi thử rồi vỗ tráng nói đây là một bộ xác thơm người đài loan hiểu ngay thứ có giá trị nhất trong quan tài không phải thứ gì khác mà là khối xác thơm từ triều thanh được bảo tồn hoàn hảo này nghĩ đến đây ông ta cùng hai đàn em đưa xác ướp cổ ra khỏi quan tài chuyện đến tủ lạnh đã chuẩn bị trước ông ta sợ nếu thi thể tiếp xúc lâu với không khí sẽ nhanh chóng bị thối rửa không lâu sau người đài loan bán quan tài gỗ liêm trước ông ta tham lam cho rằng tách hai thứ ra sẽ bán được nhiều tiền hơn nhưng không ngờ bán quan tài rồi nữ thi kia lại không có người mua vì những năm gần đây xuất hiện rất nhiều đồ cổ có khá nhiều người sưu tầm đã bị lừa hơn nữa ngoại trừ quần áo trên người thể hiện có từ đời nhà thanh thì thi thể trong cũng chỉ như mới chết được vài ngày hơn nữa ông ta đã bán quan tài gỗ liêm kia mất nên chẳng còn gì chứng minh được đây là một xác ướp lâu năm Lúc này người Đài Loan mới hối hận, nhưng không nghĩ ra được cách gì, chỉ đành cố gắng tìm người thu mua đến xem. Thế nhưng nào có ai chịu tin đây là xác ướp từ thời nhà Thanh Chứ, mãi đến khi ông ta gặp Lưu Thắng Lợi. Lưu Thắng Lợi cũng không giống những nhà sưu tầm khác, ông ta có nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là thời kỳ cận đại. Khi nhìn thấy phục sức của người Bắc Kỳ trên thi thể, ông ta đã chắc chắn nữ thi này không phải người bình thường bởi vì y phục cô ấy mặc không phải dân thường được dùng đây là triều phục chắc chắn người phụ nữ này có quan hệ với hoàng tộc mãn thanh bất luận nữ thi này có phải thật hay không nhưng hai chuỗi hạt trên người một là san hô đỏ một là hộ phách có thể khẳng định đây không phải đồ hạ tán của phu nhân quan viên bình thường thêm nữa hai bên tay áo cô gái đều được thêu hình rộng bằng chỉ vàng chứng tỏ ít nhất cô gái này cũng phải là phúc tấn của hoàng tử còn đầu đội kim quang, hai tầng khắc vàng, bên trên khảm sáu viên đông châu, 12 viên trân châu, còn có một số trang sức bằng ngọc lục bảo đỏ quý giá. Dù bây giờ nhìn đỉnh quang có hơi tối tâm, nhưng Lưu Thắng Lợi biết, nhất định nó đã tỏa sáng lấp lánh khi mới mở quan tài, vì tiếp xúc với không khí ẩm mới bị ăn mòn như thế. Còn mùi hương trên thi thể này, khiến ông ta tự hỏi không biết đây có phải là hương phi năm đó. Dù sao giới khẩu cổ cũng đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng vẫn chẳng tìm được bất kỳ thông tin gì về việc mộ tán Hương Phi. Chương 99, Bỏ nhà đi Lưu Thắng Lợi cũng biết người Đài Loan này không am hiểu đồ cổ, nên ông ta sẽ không nói toạt ra giá trị thật của thứ này. Ông ta chỉ biểu hiện giống những người mua trước, khen chê một chút nữ thi kia rồi ra một cái giá không cao lắm. Người Đài Loan nghe Lưu Thắng Lợi trả giá thì có hơi tiếc nuối, nhưng trong số những người đến xem thì chỉ có mình Lưu Thắng Lợi là chịu trả giá. Hơn nữa, ông ta cũng đang muốn thu hồi vốn để về Đài Loan, nếu không bán được thì cũng chẳng thể mang theo. Nên ông ta cắn răng chấp nhận giá Lưu Thắng Lợi trả, bán nữ thi. Lưu Thắng Lợi biết mình mua được đồ tốt, nhanh chóng chuyển thi thể xinh đẹp kia về nông trại ở ngoại ô. Nông trại này được Lưu Thắng Lợi chuẩn bị trước để sau này dưỡng già, diện tích hơn 100 hecta, bên trong xây sân vườn, lầu cát, rừng cột chạm trổ đủ loại thanh hoa điểu muốn cái gì có cái đó điều quan trọng nhất là ở đây có một tầng hầm ổn định nhiệt độ là nơi lưu thắng lợi chuyên dùng để bảo quản những bức thư pháp cổ và hội họa quý giá ông ta đưa nữ thi đến đây thì có thể bảo quản tốt nhất không bị hư hại bình thường lưu thắng lợi không ở lại nông trại nhưng vì có nhiều thứ đáng giá ở đó nên có thuê công ty an ninh để bảo vệ hơn nữa ông ta cũng có vài người họ hàng xa ở quanh đây một ngày sau khi đưa nữ thi đến nông trại, ông ta liên hệ với một người mua người Anh tên Bly. Lưu thắng lợi quen biết tên này đã lâu, hắn ta là một kẻ rất có hứng thú với lịch sử văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là lịch sử văn hóa thời nhà Thanh. Trước kia ông của Bly từng đến Trung Quốc, là quân nhân của liên quân của tám nước đánh vào Bắc Kinh, sau khi về nước đã mang theo không ít bảo vật của Trung Quốc. Trong đó có một thứ vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho Bly đó chính là chiếc hài nhỏ của phụ nữ. Lai mê chủ nhân của đôi chân gót sen kia. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi hài, hắn ta có sao động mãnh liệt. Nếu không phải những thứ này đã có từ hàng trăm năm trước, thì chắc hắn sẽ bay ngay tới Trung Quốc tìm kiếm chủ nhân của đôi hài kia. Nên khi nghe Lưu Thắng Lợi nói tình hình của nữ thi, Lai rất thích thú. Hắn yêu cầu Lưu Thắng Lợi không được để người khác nhìn thấy nữ thi này. Hắn nhất định phải có được nó. Đến cả giá hắn cũng không thèm hỏi đã chuyển ngay 10 triệu tiền đặt cọc. Đương nhiên Lưu Thắng Lợi đã tính được chuyện này từ trước, ông ta chỉ bỏ ra có 700.000 đã mua được nữ thi vô giá này từ tay người Đài Loan. Sau khi bán qua tay cho Play, thì giá đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bốn lúc đầu ông ta đã tính toán rất cẩn thân, chỉ chờ Play đến Bắc Kinh thì sẽ chuyển nữ thi cho hắn ngay. Nhưng không ngờ, khi nữ hương thi được chuyển đến nông trường ngày thứ năm thì xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ. Hương thi thời nhà Thanh đã được ông ta đặt dưới tầng hầm, lại không cánh mà bay. Mật mã cửa vào hầm chỉ có mình ông ta biết, nhưng để phòng người chuyện rò nước hay hở điện, ông ta đã lắp đặt một hệ thống giám sát bên trong mật thất. Ba giờ sáng hôm đó, một họ hàng của Lưu Thắng Lợi đúng giờ đi kiểm tra tình hình trong hầm. Kết quả khi nhìn tới tủ lạnh chứa nữ thi, thì bất ngờ phát hiện dưới nắp kính tủ lạnh đã hoàn toàn trống không. Lúc Lưu Thắng Lợi nhận được điện thoại của người họ hàng thì bị sốc một lúc, sao lại có thể như vậy? Khả năng đầu tiên ông ta nghĩ đến là nữ thi bị đánh cắp, nhưng khi đi đến nông trại để xem lại video giám sát, ông ta mới phát hiện nữ thi đó lại là bỏ nhà đi. Mấy người xem video đều là người thân của Lưu Thắng Lợi, nên ông ta đã dặn họ không được hé răng tiết lộ với người ngoài nửa lời. Trong video, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng, cửa tủ lạnh từ từ mở ra nữ thi bên trong chậm rãi ngồi dậy. Chợt màn hình bỗng trắng xóa, đến 1 giờ 55 phút mới có lại hình ảnh, nhưng nữ thi trong tủ lạnh đã biến đi đâu mất. Lưu Thắng Lợi bị dọa hết cả hồn, mồ hôi lạnh đổ đầy người, sao thi thể có thể tự ngồi dậy chứ? Chẳng lẽ là xác chết sống lại? Ông ta lập tức gọi bảo vệ tìm khắp nông trại, nhưng họ tìm cả một ngày cũng không có kết quả gì. Không tìm được nữ thi còn chưa nói, Ai mà ngờ đêm đó có một người bảo vệ đột nhiên biến mất, sáng hôm sau lại phát hiện một người chết ở phía sau hòn non bộ. Trên người bảo vệ không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có đôi mắt mở to như thể đã nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp trước khi chết, gương mặt dữ tợn rất đáng sợ. Lưu Thắng Lợi không còn cách nào khác, đành phải báo cảnh sát. Sau khi pháp y nghiệm thi, kết luận bảo vệ này có tiền sử bệnh tim, bình thường thì không phát bệnh. Có thể trong lúc tuần tra, ông ta đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ nên đột ngột phát bệnh rồi qua đời nói thẳng ra thì là người này bị hù chết sau khi nhận được tin này lưu thắng lợi lo lắng vô cùng vừa mới đưa một xác ướp cổ mấy trăm năm về thì hôm sau đã có người bị dọa chết không thể khiến người ta không nghĩ đến hai chuyện này có liên quan với nhau có phải bảo vệ kia đã nhìn thấy nữ thi bỏ nhà đi nên mới bị hù chết không nghĩ đến đó Lưu Thắng Lợi lập tức chi tiền mời một cao nhân về phong thủy đến nông trại làm phép. Đầu tiên là siêu độ cho bảo vệ đã hy sinh vì nhiệm vụ, sau đó đương nhiên là tìm kiếm nữ thi đã mất tích kia. Bởi vì lúc trước khi Blai giao tiền đặt cọc, họ đã ký một thỏa thuận, nếu đến hạn mà Lưu Thắng Lợi không bán nữ thi cho Blai, thì ông ta phải bồi thường cho đối phương một khoảng gấp 3 lần số tiền đặt cọc. Đây không phải số tiền nhỏ, nếu cuối cùng vẫn không tìm lại được nữ thi kia vậy không phải ông ta mất cả trì lẫn chài à từ lúc bắt đầu buôn bán đến giờ ông ta phải chịu lỗ bao giờ đâu nhất định không được để chuyện như vậy xảy ra dù vì cao nhân kia không giúp lưu thắng lợi tìm được nữ thi nhưng lại tự xưng mình là một thầy pháp có thể hàng yêu trừ quỷ lão còn nói nữ thi kia đã tu luyện thành ác quỷ chuyên đi hút dương khí của nam giới trưởng thành bây giờ nông trại đã an toàn nữ quỷ kia sẽ không quay lại hại người nữa lưu thắng lợi nghe thế thì kêu rên liên tục đâu phải ông ta muốn nữ thi không thể trở về phải ngược lại mới đúng ông ta cần vị cao nhân này gọi nữ thi về cơ mà nhưng cao nhân lại quyết tuyệt nói mình là danh môn chính phái nữ thi này đã trở thành nữ quỷ thì tất phải trừ bỏ sao có thể gọi ả ta quay lại chẳng còn cách nào lưu thắng lợi đành đưa tiền để vị đại sư này đi ai ngờ đến buổi tối lại xảy ra chuyện Bảo vệ bị hù chết kia tên Vương Hải, trong lúc giao ban, người trực đêm đột nhiên phát hiện ra, tuy Vương Hải đã chết nhưng tên anh ta vẫn xuất hiện trong bảng chấm công. Chương 100, vọng bắt xui xẻo. Lúc đầu mọi người đều nghĩ đó là trò đùa ác ý của ai đó, nhưng sáng hôm sau khi điểm danh lại, thì chẳng thấy người gác đêm qua là Triệu Quân đâu cả. Một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với anh ta gọi điện thử, thì thấy di động ở ngoài vùng phủ sóng gọi đến nhà riêng cũng không ai bắt máy. Liên tục xảy ra hai chuyện, không phải bị hù chết thì cũng là mất tích, mà tất cả đều xảy ra sau khi nữ thi bỏ đi. Nhất thời ai cũng lo sợ, ngay cả người thân của Lưu Thắng Lợi cũng muốn về nhà một thời gian, chờ xem mọi chuyện thế nào. Lưu Thắng Lợi giận chửi ba trâu bốn bò một trận, lúc trước không có việc thì khóc lóc cầu xin tới đây làm, bây giờ thì sao? Lưu Thắng Lợi cũng có khó xử của mình dù sao họ cũng là thân thích mà đi cũng được thôi nhưng đi rồi thì đừng quay lại bị lưu thắng lợi mắng một trận mấy họ hàng im bặt không nhắc lại chuyện kia nữa nhưng một ngày còn chưa tìm được nữ thi thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết cho dù họ có miễn cưỡng ở lại thì cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đề phòng không ngơi thôi cuối cùng lưu thắng lợi bất lực đành cầu cứu chị bạch ông ta đã quen chị bạch mấy năm rồi Lúc đó chị Bạch có một đoạn ngọc đái câu muốn bán đi. Hai người quen nhau trong bữa tiệc đầy tháng con của một người bạn, qua giới thiệu mới biết nhau. Khi chị Bạch biết Lưu Thắng Lợi chuyên sưu tầm đồ cổ thì muốn mời ông ta phẩm định ngọc đái câu để trả giá. Khi Lưu Thắng Lợi nhìn thấy ngọc đái câu chị Bạch đưa thì kinh ngạc không thôi. Nếu ông ta không nhầm thì thứ này ít nhất cũng có niên đại từ thời Tây Hán, tuyệt đối không phải thứ hàng trôi nổi. Nếu trong tình huống bình thường nhất định lưu thắng lợi sẽ dối lòng để mua được giá thấp. Nhưng đứng trước người đẹp, tim gan ngứa ngáy muốn thể hiện với chị Bạch, nên khuyên chị đừng vội bán, thứ này rất có giá trị. Lúc đó chị Bạch cũng không thiếu tiền, nghe Lưu Thắng Lợi nói thế thì giữ lại không bán. Kết quả sang năm sau, chị gặp được một người trong nghề biết nhìn hàng, vừa trả mà giá đã cao hơn 10 lần chị mong muốn. Sau chuyện này, chị Bạch và Lưu Thắng Lợi trở thành bạn tốt, cho nên khi đang không biết tìm đâu ra đại sư am hiểu huyền học, thì người bạn đã làm quen cho hai người nói với ông ta, sao không hỏi chị Bạch? Chị ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy, đặc biệt là tìm xác, gần như không có vụ nào chị ấy không tìm được. Lưu thắng lợi gọi cho chị Bạch ngay trong ngày, sau khi nói rõ ràng thì chị Bạch đồng ý giúp, thế nên mới hỏa tốc dục chúng tôi về Bắc Kinh đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói xác ướp cổ còn có thể tự đứng dậy đi khỏi nhà đây không phải chính là xác ướp sống lại sao nhưng chú lê lại lắc đầu nói không đúng đây nhất định không phải là chuyện xác ướp sống lại đơn giản bình thường xác chết sống lại là khi có vật sống đi qua thi thể nhưng trong tài liệu này cho thấy căn hầm kia là một không gian kính bình thường chỉ có lưu thắng lợi mới biết mật mã nên không có khả năng có vật sống vào được trong đó La Hải là cao thủ về mặt này, anh ta đã gặp đủ loại xác ướp cổ, không 100 thì cũng 80, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến xác ướp cổ tỏa mùi hương. Đừng nói là người bình thường, cứ cho đúng là hương phi năm đó thì sau khi chết cũng chỉ còn một đống thịt thối, làm gì mà có mùi thơm chứ. Nhưng La Hải cũng từng nghe sư phụ của mình là Vương An Bắc nói, vào thời dân quốc, ông ấy đã đi vào một ngôi mộ nhà Thanh rất kỳ quái quả thật là đã nhìn thấy mỹ nữ xác thơm, xém chút là không thoát ra được. Lúc đó sư phụ anh ta còn đang tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nghe người ta nói ở quan ngoại có một hầm mộ lớn của hoàng tộc Mãn Thanh. Tuy không nói cụ thể là an táng ai, nhưng vật bồi táng lại có giá trị rất lớn, chỉ là cho đến giờ vẫn không ai tìm được. Thế là Vương An bắt cùng mấy sư huynh đệ đi đến Quang Đông. Lúc mọi người tới quan ngoại, tìm đến đen cả mắt mà cũng không thấy, sau đó trong lúc vô tình họ cứu được một người thường xuyên đào nhân sâm ở quanh vùng quan ngoại qua đó mới biết được dân bản xứ đồn ở một sườn núi rừng gọi là vọng bắc có một lăng mộ lớn tuy những người trộm mộ không sợ ma quỷ nhưng lại rất mê tín đặc biệt là đại sư huynh của vương an bắc ông ta là một người lão luyện có thuật phân kim định huyệt sao chỉ cần đứng trên một đỉnh núi sẽ biết ở đây có mộ hay không mộ đó cấp bậc nào thuật dùng để phán đoán các hung. Trong phong thủy học, phân kim định huyệt phải sử dụng la bàn. Chủ yếu là tam hợp phái trong phong thủy học dùng để xác định huyệt mộ hoặc phương hướng. Nhưng đại sư Huynh vừa nghe mục tiêu là sườn núi phía Bắc thì sầm mặt nói, tên của đệ không hợp với nơi này, vòng Bắc, vòng Bắc, nếu tùy tiện đến đó chỉ sợ là không ổn. Nhưng Vương An Bắc lại chẳng quan tâm, ông ta không tin vào mấy chuyện ma quỷ, câu cửa miệng là, trộm mộ thì không sợ ma, sợ ma thì đừng trộm mộ. Thế là đợi đến đêm, huynh đệ họ làm lễ bái tổ tại chỗ, sau đó xách dụng cụ đi về sườn núi Vọng Bắc. Dựa theo vị trí người kia nói, bọn họ đi sâu vào rừng già chừng hơn hai tiếng, sẽ nhìn thấy phía nam có một sườn dốc lớn. Trên sườn đất không có cây cối, dù có cỏ dại thì cũng không mọc cao. Đại sư Huynh ngồi xuống, cầm một nắm đất vàng đưa lên ngửi sau đó nói với mọi người, giao long gặp nước. Nhìn phong thủy có thể đoán ở đây là long huyệt. Nếu như huynh đoán không lầm, chắc dưới triền núi có một con suối. Nghe đại sư huynh nói vậy, Vương An Bắc lập tức thò người ra xem xét sườn núi, quả nhiên thấy một suối nước tróc trách chảy từ trong rừng ra. Tuy nhìn giống suối tự nhiên, nhưng Vương An Bắc vẫn thấy vết tích do con người sửa chữa. Vương An Bắc kích động nói, không ngờ huynh đệ chúng ta vừa xuất sư đã gặp được mộ lớn thế này, khi về phải kể cho sư phụ nghe, khiến ông ấy hãnh diện. Sau đó mỗi người một việc, cuối cùng cũng tìm được lối vào mộ. Nhưng nói cũng kỳ quái, lối vào này không khó tìm như mọi người nghĩ, họ tìm thấy hai khối đá xanh ở một gò đất được đắp cao lên. Sau khi cậy phiến đá, một đợt khí lạnh lùa ra, khiến Vương An Bắc không nhịn được mà rùng mình. Ông không khỏi nhớ lại lời sư huynh nói lúc trước, sườn núi vọng bắc, sườn núi vong bắc, chết. Trong lúc ông ta còn đang ngẩn người, tứ sư đệ của ông ta đã nhảy xuống, vương an bắc nhìn theo bóng lưng đó, chợt có dự cảm chẳng lành. Lúc tứ sư đệ nhảy xuống có cầm một đoạn nến cháy, miệng nhịn thở, ông ấy ở trong đó chừng một hơi thuốc thì thò đầu ra ngoài cửa hang. Thế nào rồi? Vương An Bắc và mấy người khác đi đến hỏi.